Chào cô, con là Vân bên bộ phận chăm sóc khách hàng. Cô tên gì? Cô là tên chị là Phương Pháp. Dạ, cô người đồng bào gì ạ? Dạ sòn đó, chị ta. Mắt của cô á là bị không thấy là bao lâu rồi? Một năm rồi, một năm bay thẳng rồi. Mắt của mình là nguyên nhân vì sao bị mù cô? Do bệnh cái đường. Mắt của mình mù như vậy thì cô thấy cái khó khăn gì trong sinh hoạt hàng ngày không cô? Đau. Thì kia là ấy. Đi tàu cũng được. Mẹ già rồi. Dạ, vậy là mình sinh hoạt rất là khó khăn. Khó khăn. Khó khăn lắm. Thì không biết là cô mong muốn, cô khi đến Bệnh viện Mắt Tây Nguyên thì điều cô mong muốn là điều gì? Muốn sang nhìn bà con, nhìn mẹ. Dạ, nhìn mẹ, nhìn em. Dạ. Cho con hỏi người nhà của mình tí xíu là khi mà cô bị tình trạng mà bị mù như vậy, kinh tế của gia đình mình thì có đủ để điều kiện để phục vụ cho cô không ạ? Không có đủ. Em thì mẹ chị nên là ở riêng. Dạ. Không có đi chăm sóc cho một mình em. À đúng rồi. Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ cô mà mắt không thấy đường thì bắt buộc phải có một người ở nhà. Còn một người đi làm kinh tế thì là có nghĩa là mình sẽ cắt bớt một phần là không đi làm được ở nhà để chăm sóc cho cô. Thì điều mong muốn của cô á là mong muốn đến Bệnh viện Mắt Tây Nguyên để các y bác sĩ bên bệnh viện sẽ làm cho mắt của cô sẽ sáng ra, thì giúp kinh tế của gia đình mình thì sẽ một phần nào đó sẽ ổn định. Các y bác sĩ bên con sẽ cố gắng hết sức có thể là làm cho mắt cô sáng lên để giúp đỡ cho cô, và bên cạnh đó thì cũng giúp đỡ cho gia đình mình đỡ bớt thêm một cái phần gánh nặng nhé. Bệnh đái tháo đường sẽ ảnh hưởng đến mắt, gây ra một số bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh đục thủy tinh thể. Nếu không điều trị sớm sẽ gây mù. Các dấu hiệu chính của đục thủy tinh thể do đái tháo đường là: tầm nhìn xuất hiện lớp màng mờ hoặc như phủ sương mù, mắt bị nhòe, thấy những đốm nhỏ trước mắt, bị lóa mắt dưới ánh sáng chói, thấy quầng sáng tròn xung quanh các tia sáng, mắt chỉ nhìn thấy mọi thứ đều màu vàng. Kiểm tra mắt thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác ở giai đoạn sớm nhất. Chào cô, hôm nay là mình sau phẫu thuật một ngày phải không cô ha? Thì mắt của cô đã thấy sáng hơn chưa ạ? Sáng rồi. Rồi cô nhìn thấy mọi người chưa? Nhìn thấy con cháu chưa? Nhìn rồi. À nhìn thấy rồi đúng không? Đúng. Dạ, cô có mừng không ạ? Mừng. Dạ, vậy là hôm qua bác sĩ cũng khám cho mình rồi, phẫu thuật xong là mình thấy luôn hả cô? Mới thấy ít á. À mới thấy. Sáng nay thấy nhiều. À vậy là hôm qua mổ sau phẫu thuật thì cô thấy rất là ít. Bây giờ thì nó sẽ thấy nhiều hơn rồi. Thì tình trạng của cô, mắt của cô là ít nhất là mình ổn định trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng thì mắt của mình sẽ sáng hơn nữa cô nha. Dạ bây giờ là mình đã nhìn thấy được rồi, có nghĩa là mình sẽ tự sinh hoạt rồi. Em cũng chúc cô thật là nhiều sức khỏe.